Xin chào, Phí Linh xin chào tất cả mọi người. Rất là vui được gặp gỡ tất cả chúng ta trong buổi livestream được phát trực tiếp trên fanpage PNJ. Các bạn ơi, trong không khí mát mẻ của tháng 10 thì mùa cưới lại đến rồi. Các cặp đôi sánh bước hạnh phúc trên lễ đường trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Đây là thời điểm mà tình yêu được đơm hoa kết trái. Chính là lúc cô dâu và chú rể tỏa sáng là nhân vật chính giữa buổi tiệc ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Đặc biệt là khi được khoác lên mình những bộ váy cưới lộng lẫy với trang sức lấp lánh thì nàng dâu sẽ tự tin tỏa sáng trong ngày vui và hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Nói đến ngày cưới thì chắc chắn là không thể không nhắc đến trang sức cưới hay là vàng cưới. Vàng cưới có ý nghĩa to lớn trong ngày cưới từ xưa đến nay, là biểu tượng cho lời chúc tình yêu vợ chồng son sắt, vừa là một sính lễ của hồi môn giá trị mà hai bên gia đình trao tặng thay cho lời chúc phúc cho cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, êm ấm của các cặp đôi. Đến với chủ đề dạng người ngày có nhau, PNJ mong muốn gợi ý các sản phẩm trang sức cưới hiện đại, thời thượng theo xu hướng thế giới nhưng vẫn giữ được ý nghĩa truyền thống thông qua biểu tượng của tình yêu, vừa mang ý nghĩa chúc phúc, vừa là của hồi môn giá trị, vừa là để nàng dâu của chúng ta luôn tỏa sáng rạng ngời trong ngày vui của mình. Và Phí Linh biết được rằng là trong buổi livestream ngày hôm nay thì có rất nhiều những cô dâu, chú rể tương lai cũng đang theo dõi livestream này để mà mong tìm cho mình được những gợi ý phù hợp. Bởi vì khi mà chúng ta chuẩn bị nắm tay nhau bước vào lễ đường là có biết bao nhiêu công việc phải lo toan. Các bạn hãy theo dõi livestream ngày hôm nay để sẽ cùng gặp gỡ với một người đồng hành sẽ giúp chúng ta lựa chọn ra những món đồ trang sức tinh tế nhất, hoàn hảo nhất cho ngày trọng đại của mình. Và không chỉ có thế, người ấy còn mang lại cho chúng ta một cái nguồn năng lượng rất vui tươi, sôi nổi thông qua không chỉ hoạt động nghệ thuật của mình mà còn qua sự xuất hiện của người ấy vô cùng sang trọng và tinh tế ở rất nhiều những event lớn nhỏ. Đặc biệt là khi người ấy xuất hiện với vai trò khách mời trong các siêu đám cưới của những người nổi tiếng. Xin được giới thiệu ca sĩ Hòa Minzy. Xin chào tất cả mọi người. Hello chị Phí Linh. Sao em gặp chị mà em vui quá nhỉ? Vâng ạ, tại vì là chị giới thiệu em bằng những cái ngôn từ nó rất là nở mũi nên là em cảm thấy rất vui. Mặc dù là mỗi lần em xuất hiện trong đám cưới thì khán giả thường thấy em trong những hình ảnh mà sau cái lúc sang trọng nhiều hơn. Rất là may là chị không nói đến nó ngay từ đầu livestream ạ. Mình nghĩ là mình phải nói đến nó ngay. Mọi người biết đến Hòa Minzy không chỉ là với một ca sĩ hát hay nhảy đẹp quyến rũ trên sân khấu đúng không, mà còn với biệt danh là chiến thần tiệc cưới. Đặc biệt là nàng ta xuất hiện lúc nào cũng rất là quậy trong các đám cưới này. Nhưng mà được cái là nhá, rất duyên dáng, không có lấn át cô dâu chú rể. Đấy. Mỗi lần mà đi đám cưới thì em sẽ phải gọi như là giống như là hơi lố một cái, là giống mình như chuẩn bị đi một event. Tại vì là cô dâu thường sẽ mặc màu trắng, mình sẽ phải lựa chọn là ngày hôm nay mình mặc màu gì. Mà mình lại đi đám cưới rất nhiều đấy mọi người, cho nên là hôm trước mình đã mặc màu đấy rồi, hôm sau mình lại phải chọn màu khác. Mà ví dụ hôm nay mình mặc bộ đấy, trang sức đấy, thì hôm sau mình mặc bộ khác, mình lại phải chọn trang sức khác, nên nó cũng rất là đau đầu. Mà chị biết đấy, một năm thì 2, 3, 4, 5, 6 đám cưới đối với em là chuyện bình thường. Thế nó cũng nên là còn nó hơn là đi dự event. Đúng rồi, mà mình còn bị mất tiền chứ mình có được đồng nào đâu chị hả? Nhưng mà chính vì cái kinh nghiệm đi dự đám cưới nhiều như thế cho nên ngày hôm nay Hòa Minzy sẽ là một người tư vấn hoàn hảo cho chúng ta. Vâng ạ. Những cô dâu và chú rể sắp bước vào lễ đường. Dạ. Nhìn ngắm những cặp đôi, những người bạn của mình hạnh phúc trong đám cưới á. Thế rồi là mình cũng đến dự đám cưới nhiều. Dạ. Thì Hòa thấy là ấn tượng nhất với mình điều gì ở trong những đám cưới đấy? Thật ra thì những cái khoảnh khắc mà bọn em vui chơi với nhau, hay là những cái bữa tiệc mà giống như là tiệc độc thân trước lễ cưới, hay là cái lúc mà cô dâu chú rể bước lên ở lễ đường, thì tất cả những lúc đấy thì mọi người đều thấy rồi. Nhưng mà có một cái khoảnh khắc mà em rất rất là ấn tượng trong rất nhiều các đám cưới mà em đi. Tại vì thường là mọi người cứ bảo là sao mâm nào cũng thấy mặt Hòa Minzy, nhưng mà phải nói là bởi vì mình có rất nhiều những người bạn thân thiết. Và mọi người rất là yêu quý mình, nên là mọi người mời mình tới không chỉ để dự tiệc trong ngày chính, mà mọi người còn mời mình tới vào cái ngày giảm ngõ, những cái ngày riêng tư ngày riêng tư của gia đình. Giảm ngõ, mình gọi là cái giảm ngõ có này, giảm ngõ này, đúng rồi, có ngày ăn hỏi này, đúng có rồi, lễ rước dâu này, đúng đấy rồi, là ba cái lễ truyền thống quan trọng dạ nhất. Vâng, thì cái ngày mà và khiến em trong những cái khoảnh khắc mà em cảm thấy ấn tượng nhất á, thì đó chính là khoảnh khắc mà
bố mẹ của cô dâu chú rể trao cho cô dâu chú rể những của hồi môn, và cái khoảnh khắc những cái bộ trang sức, kể cả như là kiềng hay là trang sức vàng, trang sức đá quý, ngọc trai hay là kim cương, tất cả mọi thứ, thì cái khoảnh khắc đấy, nhìn ánh mắt của mọi người dành cho nhau nó rất là hạnh phúc và nó rất là gần gũi, làm em cũng có những cái xúc động nhất định. Ánh mắt Và long đúng lanh rồi, trong mình rất những là nhất cái định. không khí đấy. Vâng ạ, thì đó là những cái khoảnh khắc mà em cảm thấy tuyệt vời nhất. Sau đó thì mới tới những lúc mà mình vui vẻ rồi tất cả mọi thứ, vì lúc đấy thì đông rồi, cho nên cô dâu chú rể thì thường sẽ phải tập trung cho nhiều người hơn. Đó. Và ngày hôm nay ấy, khi mà mình nói đến cái chủ đề này thì Phí Linh tin là nó rất là hữu ích cho các cô dâu chú rể. Làm sao để mình chọn được một cái món đồ trang sức cưới mà mình cảm thấy là tâm đắc nhất. Tâm đắc. Tâm đắc nhất, bởi vì cái này mình chỉ được chọn có một lần thôi. Vâng ạ, mà mỗi người lại có một cái gu khác nhau đấy chị. Cho nên là người thì thích kim cương, người thích vàng, người thích nhỏ, người thích Gu của to. Hòa là như thế Gu của nào? em thì Càng to càng đẹp. gu của em thì là tinh tế nhẹ nhẹ, nhưng mà nếu mà được tặng cái to thì em vẫn đeo. Và như tất cả chúng ta cũng đã biết thì trong truyền thống văn hóa cưới hỏi của người Việt Nam thì có rất là nhiều hình ảnh ý nghĩa đại diện cho tình yêu, trong đó nổi bật nhất phải kể đến, Thế Linh sẽ hỏi Hòa nhá, Dạ. một hình ảnh gắn liền với văn hóa cưới hỏi của Việt Nam nhưng mà cái nôi văn hóa của nó thì xuất phát từ vùng Kinh Bắc, Bắc Ninh, À. quan họ Bắc Ninh. Nếu như nói đến một cái hình ảnh biểu tượng của văn hóa quan họ thì Hòa nghĩ đó là gì mà liên quan đến ngày cưới? Vâng. Cái này thì giống như là chắc có lẽ không chỉ riêng ở Bắc Ninh mà ở toàn Việt Nam tất cả chúng ta đều rất là tự hào, đó chính là hình ảnh trong những cái đám cưới cổ truyền trầu têm cánh phượng. Đây là một cái điều mà giống như là một cái biểu tượng biểu trưng và như là vô cùng tự hào của những người con Kinh Bắc giống như em, đi đến đâu cũng rất là tự hào, và càng tự hào hơn khi thời gian gần đây thì nó được ứng dụng vào trong các sản phẩm nghệ thuật âm nhạc cũng như Đúng là rồi. phim ảnh, và bây giờ thì mọi người có thể thấy nó ở trên trang sức nữa. À, nếu như mà Hòa là một người mà rất là chịu khó mang những cái giá trị truyền thống vào trong Dạ. âm nhạc của mình thì ngày hôm nay ở đây cũng rất là tự hào. Vì sao mà lại mời Hòa đến đây trong livestream đặc biệt ngày hôm nay? Bởi vì ý nghĩa của những gì mà Phi Linh sắp chia sẻ với quý vị và các bạn nó liên quan đến cái nôi văn hóa của người Việt Nam, văn hóa của vùng quê Kinh Bắc quan họ. Và cái hình ảnh biểu tượng văn hóa rất là đặc trưng và đẹp đẽ đó đã là nguồn cảm hứng để cho những người nghệ nhân tạo ra bộ Trang trang sức sức cưới cưới trầu trầu cau cau P&J. P&J đó, tất cả mọi người đang được nhìn thấy ở đây, đang được chiêm ngưỡng ở đây với thiết kế hiện đại nâng tầm giá trị truyền thống, lấy cảm hứng từ hình ảnh trầu têm cánh phượng, Rất là đẹp luôn á mọi tôn người. vinh tình yêu son sắt của cặp đôi trong ngày chung vui. Và ở đây thì Hòa Minzy có nhận ra là đâu là cái biểu tượng trầu têm cánh phượng trong những bộ trang sức như thế này không? Đây là bộ trang sức mà em chú ý từ đầu đến giờ, khi đến đây là em đã coi như là rất là thích rồi, bởi vì năm ngoái thì cái bộ bộ sưu tập trước á thì nó cũng tương tự, nhưng mà năm nay thì nó hiện đại hơn, và em nhìn thì chắc là có lẽ rất nhiều các cô dâu năm nay sẽ lựa chọn. Nhìn nó đây ạ, đây ạ, chị Linh có thể nhìn thấy nhá. Đó, chị thấy chưa ạ? Lá trầu chưa ạ? Thêm cánh phượng chưa ạ? Chị là người hiểu nhất về bộ trang sức Đấy, này cho nên giới vâng. thiệu cho Hòa. Bây giờ Hòa giới thiệu cho quý vị khán giả đấy, các bạn khán giả đang xem Quá. livestream. Đầu tiên là nó rất là đẹp, thứ hai nó mang một cái giá trị cổ truyền, và bởi vì vậy hôm nay thì Hòa mới chọn một cái bộ áo dài màu đỏ, cũng rất là Nổi các cô đúng dâu cũng rất không? là hay lựa chọn để có thể nào mà mong muốn được đeo thử, đeo thử, đeo thử. Tí nữa thì mọi người sẽ được nhìn trực tiếp khi mà Hòa Minzy đeo thử bộ trang sức lên trên chiếc áo dài màu đỏ rất là Nha. truyền thống này để các bạn khán giả nhìn thấy rất là rõ. Ở đây thì chúng ta thấy là nếu như mà chúng ta mang đến cho đám cưới của mình một câu chuyện văn hóa thì chắc chắn là đám cưới của mình sẽ có giá trị hơn rất là nhiều, và những kỷ niệm mà chúng ta có với nhau trong ngày cưới nó sẽ đi với chúng ta trong suốt cuộc đời đúng Vâng không ạ? ạ. Dạ đúng rồi, nó cũng là một cái kỷ vật. Em nghĩ nó là một cái kỷ vật mà bản thân em á, thì lại là một cái người rất thích giá trị truyền thống, thì em cực kỳ thích cái bộ trang sức này. Nó lại còn mang cái giá trị liên quan đến quê hương Kinh Bắc của em nữa. Em là một người rất thích
những cái kỷ vật mà mình có thể giữ lại theo thời gian. Và em nghĩ đây là một bộ trang sức mà nếu mà mình cưới xong mà thường nếu mà để đeo thường xuyên thì chắc là cũng không không phù hợp, nhưng mà nếu mà là ngày trọng đại, ví dụ như mình kỷ niệm 5 năm, 10 năm hay như thế nào đấy mình đeo lại thì nó sẽ là một cái câu chuyện chưa có năm nào nhưng cũng muốn đeo thử. Thì không biết có được không hả mọi Thế người? thì em thích cái nào nhất? Tại vì giá trị nó cũng hơi cao ý. Thoải mái đi em. Bây giờ ngày hôm nay là Hòa Minzy sẽ là người để tư vấn cho tất cả mọi người. Cho Ok, nên sẽ là phải đeo thử đúng không? đầu tiên là em sẽ phải chọn ra cái nào mà em thích nhất ở trong đây, em ấn tượng nhất. Thì cái bộ này của em thì chắc chắn là hợp với cái này nhất. Nên em sẽ Ờ. muốn đeo thử cái này trong hôm nay. Xin mời mọi người hãy cùng chiêm ngưỡng bộ trang sức Ôi, đeo lên mà trầu xúc cau động luôn á chị. 24K. Yeah. Đeo lên thật sự là xúc động luôn ấy mọi người. Ý là không phải là vì vì tất cả những cái gì hoàn cảnh hay là cuộc sống của Hòa hay nhà, nhưng mà giống như bất cứ một người phụ nữ nào thì đều được mong là đến ngày cưới mình sẽ đeo một bộ trang sức đẹp. Và bộ trang sức này khi Hòa đeo lên với cái áo dài này thì Hòa cảm thấy là nó mang lại cho mình một cảm giác rất là xúc động, một cảm giác rất là thân thương. Không biết là có phải vì là trầu tem cánh phượng là một cái giá trị văn hóa của quê hương em mà em lại càng cảm thấy xúc động hay không? Và mọi người có thấy đẹp không Dạ, ạ? quá là đẹp Mọi luôn. người Mọi có người thấy có thấy đẹp đẹp, mọi người không? comment đẹp giúp em ấy. Và mọi người ơi, mọi người sẽ nhìn thấy là từ khuyên tai này cho đến vòng cổ, cho đến vòng tay, gọi là lắc tay đấy ạ, và nhẫn là đi cùng với nhau. Mọi người có Dạ. nhìn thấy một cái hình ảnh gì nó nổi bật lên ở đây không? Khi mà tem cánh phượng á, thì bao giờ cái lá trầu không á, người ta cũng làm cong mềm mại lên như thế Dạ đúng này. rồi. Mình nhìn thấy cái đường cong này là mình sẽ nghĩ ngay đến cái hình ảnh lá trầu. Dạ đúng rồi. Ngày xưa khi mà em nhớ là nhà em hồi mà chưa được xây 2 tầng ấy, vẫn còn kiểu như là còn còn nghèo, không chưa được như bây giờ, thì nhà ai cũng sẽ có một cái vườn trầu nha chị. Trầu không lại và cây cau. Nó là một cái giá trị rất là thân thương và truyền thống của Kinh Bắc. Và ngày hôm nay khi mà đeo cái bộ trang sức này lên thì mình suy nghĩ đến rất là nhiều những cái viễn tưởng. Mình Là suy nghĩ đến rất là nhiều thứ. Và đến mình ví dụ có ngày mình được đeo một bộ trang sức như thế này trong ngày trọng đại của mình thì sẽ như thế nào. Và Hòa hy vọng mà trong cái hình ảnh của Hòa ngày hôm nay thì các cô dâu chú rể sẽ lựa chọn được cho mình một cái bộ trang sức tuyệt vời nhất, đẹp nhất. Và em nghĩ là nếu mọi người mua thì chắc chắn là không chỉ là mọi người đâu mà chắc đời đến đời con đời cháu mọi người Đúng cũng rồi, đeo chứ đúng không chị? đúng rồi. Đấy là lý do vì sao mà các nghệ nhân của P&J đã làm ra một bộ trang sức mà có thể nói là nó không phải chỉ có cái giá trị ở thời điểm hiện tại, mà nó còn là cái giá trị để mình lưu giữ lại, có cái tính kế thừa để cái câu chuyện của ngày hôm nay mình kể Dạ. lại cho con cháu của ngày mai. Ví dụ như là Hòa về sau này, sau khi đám cưới xong Dạ. đi thì có thể trao tặng lại cho con dâu về sau. Đúng Bây giờ rồi. bo 5 tuổi rồi là có khi là mình cũng đã tính là về sau Mười khi hai mình mươi năm nữa. đó, thì cái món quà này bởi vì nó là vàng 24K cho nên nó vẫn sáng như thế này, nó vẫn đẹp như thế này. Nếu mà mình trưng cũng rất đẹp nữa. Nên em nghĩ là đến ngày mà chị có thấy là với cái giá trị mà gọi như là kế truyền lại từ mẹ sang con và người mẹ chồng trao cho con dâu ấy là một cái gì đó rất là tuyệt vời. Thiêng liêng. Dạ đúng rồi. Và mọi người cũng hãy để ý là không chỉ có việc là mình chọn một cái món trang sức phù hợp mà mình phải kết hợp những cái thứ trang sức trên cùng một cái bộ đồ Đúng tổng rồi thể mọi người nữa. ạ. Đấy, cứ phải để tay lên như thế Mua gọi này. như là full bộ thì là nó sẽ rất là đẹp nha. Mọi Ví người dụ như là nếu mà mọi người muốn đặt mua bộ này ấy, mọi người thì mọi người cứ comment hoặc là mọi người inbox cho P&J và mọi người nói là tôi muốn mua bộ trang sức mà đại sứ Hòa Minzy và chưa là đại sứ đâu ạ, nói thế để trở thành đại sứ P&J tương lai. Đây mọi người xem, tức là nếu như mà mình quay trở lại chuyên môn tí xíu là để tư vấn cho mọi người trong cái ngày hôm nay, thì cái kinh nghiệm của Phi Linh là nếu như mình đeo một cái vòng mà nó đã to và nó đã rất là dày rồi thì mình sẽ đeo một cái khuyên tai nhỏ lại.
Nhưng mà không, riêng trong cái trường hợp này thì cái đôi khuyên tai nó phải có một cái kích cỡ nó lớn một chút Nó rất là phù hợp. thì nó rất là vừa vặn, rất là xinh. Và Tại bên đây. cạnh đấy thì đấy, cái nhẫn nó có một cái sự cường điệu ở đây thì để nó làm cho tất cả mọi thứ nó thành một cái tổng thể rất là chỉn chu. Thế còn ở đây thì P&J cũng có những cái mẫu trang sức À cái này là nhỏ vừa trước hơn. vừa nãy em đeo nè. Đúng rồi, đây ví dụ như là đây cũng là hình ảnh của trầu tem cánh phượng, nhưng mà ở một cái phiên bản nhỏ nhắn Nhỏ hơn hơn, nha. dịu dàng hơn, thì mình lại kết hợp cùng với cái bộ trang sức vàng 24K này, cũng là vàng 24K, cũng là bộ sưu tập trầu cau. À, nó sẽ dịu dàng và nhẹ nhàng hơn. Vâng. Đó, thì mỗi người sẽ có một cái sự lựa Dạ chọn đúng cho rồi. mình. Nhưng mà riêng em á, thì em là một người bình thường không thích những cái gì gọi như là đeo mà kiểu như là bị to quá trên người nhá. Nhưng mà riêng đeo cái bộ này thì không biết tại sao lại cảm thấy rất là đẹp. Vừa nãy thì ngay từ đầu thì Hòa cũng đã có đeo cái bộ trang sức này lên rồi. Và nếu mọi người kiểu có cân nhắc thì mọi người có thể sau livestream mọi người có thể So sánh. tua lại so sánh các thứ. Và Hòa cũng sẽ chụp lại ảnh và up lên trang cá nhân của mình để mọi người có thể xem nha. Và hy vọng là tin đồn không bị lan truyền sau buổi livestream ngày hôm nay. Mà tự nhiên là mình nhìn thấy là có cô dâu tương lai Hòa Mini mà chưa thấy có chú rể Đúng đâu đúng không? rồi. Nhưng thật ra là đây chỉ là tư vấn cho các cô dâu chú rể thôi, nhưng mà Nha. cũng mong lắm, mong là ngày đấy đến gần. Trời ơi, riêng ai không biết chứ Hòa mà cưới thì chị Linh khóc 2 ngày 2 đêm. Nhìn thấy đây là cũng đã sắp Đấy, nó khóc sắp khóc đến rồi. nơi rồi. Và Phí Linh với Hòa thì cũng chơi với nhau, đồng hành với nhau một thời gian dài Rất trong cuộc dài sống. rồi ạ. Và Linh nghĩ là nếu như mình là người thân á, thì mình sẽ muốn chọn cho người thân yêu của mình những cái gì đẹp nhất, tốt À. nhất. Và đây nó sẽ là món quà mà rất là phù hợp trong những cái sính lễ cưới hỏi này, cái dịp lễ gia tiên, tất cả những Vâng. cái nghi lễ truyền thống của đám cưới, ví dụ như là lễ ăn hỏi này, Dạ trong ngõ. dạng ngõ này, trong cái lễ to nhất trong cái lễ ăn hỏi, mình cũng có thể đặt cái món Vâng. quà này vào đây. Và đặc biệt là của hồi môn dành cho con gái hoặc là con Dạ. dâu. Dạ vâng. Thế còn như bây giờ mà đến ngày tiệc cưới chị thì mình sao mình Là đeo bộ mình phải bạn nhỉ? đổi outfit đúng không? Đúng rồi, mà bộ màu Em trắng muốn ấy. đổi Đúng outfit rồi, đúng rồi. mà trong lễ đường đúng không? Dạ đúng rồi. Mà không gian lớn, mặc Chính xác. những bộ trang phục không phải là áo dài nữa mà là váy dạ hội chẳng hạn, Đúng thì mình rồi, sẽ mặc gì đúng không? như những bộ mà em hay mặc ấy là sẽ kiểu như là khoe cổ này, xong rồi váy xòe to như này, thì mình sẽ lựa chọn cái gì để phù hợp hơn? Và xin được giới thiệu với mọi người một cái lựa chọn tiếp theo cho cô dâu tương lai Hòa Đó. Minzy. Và rất nhiều cô Và rất dâu nhiều cô dâu khác. đang xem Vâng, livestream. đó chính là bộ trang sức trầu cau kim cương. Đây, đang hiện diện ở đây đây. Wow, sáng Đó, trưng. sáng trưng luôn. Hai cái lựa chọn này nó cũng đều là những cảm hứng thiết kế từ trầu tem cánh phượng. Và mọi người có thể thấy là nếu như bộ trang sức trầu cau vàng 24K ở phía bên này thì cái cảm hứng về trầu tem cánh phượng hiện ra rất là rõ ràng, thì chuyển sang bộ trang sức trầu cau kim cương, cái cảm hứng Việt Nam của chúng ta nó còn lại điểm xuyết và kết hợp với những cái yếu tố hiện đại nữa. Cho nên là mình nhìn thấy hình dáng của trầu cau, trầu tem cánh phượng ở đây nó rất là duyên dáng, nó ý nhị thôi. Bởi vì là các cô dâu trong cái ngày lễ trọng đại, trong cái giây phút bước vào lễ đường á, thì mặc những bộ trang phục rất hiện đại. Vâng. Thế cho nên trang phục nó phải Vâng. đi cùng với trang Vâng. sức. Nhưng mà họ cũng thích đeo những cái em nghĩ là nếu vừa có giá trị truyền thống mà nó tinh tế và nó sang trọng lấp lánh thì các cô dâu sẽ ưa chuộng hơn, và em nghĩ chắc chắn đây sẽ là một sự lựa chọn rất là hot năm nay luôn. Khi mà Hòa đi dự các đám cưới, nhìn thấy những cô dâu mà mặc những chiếc váy rất là lớn ở trong lễ đường á, thì em có nghĩ là một cái bộ trang sức nó phải như thế nào thì nó sẽ phù hợp với những chiếc váy rất là lớn như thế? Em thì đã quan sát rất nhiều các váy cưới của các cô dâu khi mà đi trên lễ đường, thì hầu như chỉ có duy nhất là hình như là em thấy chỉ có duy nhất chị Minh Tú là mặc một bộ ôm body, còn lại hầu như là tất cả mọi người sẽ đều ví dụ đồ bộ ôm body là thường chị Tú sẽ đeo nhỏ nhỏ hơn lại như thế này, nhưng mà các cô dâu khác như các bạn của em á, thì sẽ lựa chọn những cái bộ mà có thể đeo được một bộ trang sức có nó sẽ lớn hơn như thế này, Tại và vì là khi đi vào lễ đường thì dạ mọi đúng người rồi, sẽ muốn là những chiếc váy lộng lẫy nhất. lộng lẫy nhất và xòe to, thì em thấy đây là một cái bộ trang sức rất phù hợp, mà không chỉ đi trên lễ đường mà như Hòa Minzy thì như mọi người có theo dõi Hòa thì Hòa cũng rất hay mặc đầm công chúa, và cái size của nó thì cũng tương tự như những chiếc đầm mà mặc ở trên lễ đường, nên là Hòa rất thích mặc đầm công chúa. Nó quây, Nó nó quay lộ được và nó lộ vai, vai và cổ.
Và em thì là một ca sĩ mà thường xuyên đeo trang sức của P&J, và em cũng rất hay lựa chọn những bộ trang sức như thế này. Và khi em đeo lên thì hầu như được quý vị khán giả khen rất là nhiều. Nên em có thể hình dung được là cái khoảnh khắc mà các cô dâu bước trên lễ đường mà đeo những bộ trang sức kim cương này thì nó sẽ rất là sang trọng, cực kỳ lấp lánh. Mọi ánh đèn flash kiểu sẽ bắt đầu quay 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 chụp 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 và sẽ bắt được chọn cái ánh sáng lấp lánh đấy. Thì có một cái tips cho mọi người khi mà lựa chọn đồ trang sức cưới, đấy là riêng với những cái bộ trang sức mà để mình đi vào lễ đường ấy, thì mình cũng sẽ hãy chọn nó có một cái size lớn hơn một chút. Nó sẽ nổi bật trên một cái tổng thể, ví dụ như mình có vai trần này hay là mình mặc áo cúp ngực chẳng hạn, Đúng rồi. thì cái cổ nó có một cái phần ở đấy nó hơi Dạ vâng. trống. Đấy. Mà em thấy nhá, cái này nhá, nó không quá dài xuống dưới để mà bị xuống hẳn bên dưới, mà nó giữ ở phía bên trên, nó sẽ làm kiểu phần trên của mình đầy đặn và cảm giác vừa đây em khá là thanh thoát ở bên trên, và sẽ tạo cho kiểu bờ vai của những cô Đúng gái trở rồi. nên yểu điệu, nhìn đẹp Đúng hơn rất là rồi, nhiều. đúng rồi. Thì mình có hai lựa chọn này. Đấy, có hai lựa chọn này ạ. Mọi người hãy xem, và nếu như mọi người thích cái bộ trang sức nào hơn thì mọi người comment nha. Đó, nhìn gần nó đẹp lắm Đấy. luôn đó chị. Bộ trang sức cưới trầu cau kim cương phiên bản giới hạn sang trọng với chi tiết trầu têm cánh phượng được cách điệu tinh tế và hiện đại, vừa mang ý nghĩa cho tình yêu sắt son, vừa là điểm nhấn nổi bật cho các nàng dâu. Ngoài ra, bộ trang sức cưới kim cương thường với thiết kế tinh giản hơn vẫn mang tính hiện đại, giúp cho cô dâu tỏa sáng rạng ngời dưới ánh đèn lung linh của buổi tiệc. Và nếu như mà cái cảm hứng trầu cau từ cái trầu têm cánh phượng của cái bộ trang sức vàng 24K thì nó rất là rõ nét, thì đi sang cái bộ kim cương này thì mọi người sẽ thấy là nó duyên dáng hơn, nó ẩn hiện hơn, bởi vì bên cạnh đấy vẫn là cái nét hiện đại. Thì phải Linh nghĩ rằng là nếu như mọi người chọn cả bộ ấy như Hòa, ví dụ đầu tư lớn chẳng hạn, chọn cả bộ ấy thì sẽ rất là phù hợp đấy. Vâng. Đấy, đặt vào đây nhá, để cho các cô dâu nhìn ngắm và comment xem là mọi người thích cái mẫu nào hơn. Thế ngoài ra thì còn có một chi tiết nữa để chuẩn bị cho ngày cưới, thì mọi người sẽ thường rất mong chờ một cái khoảnh khắc, đố Hòa biết là khoảnh khắc gì trước ngày cưới nhá. Tiệc độc thân hả? Tiệc độc thân sau đấy nữa. À được, sau đấy nữa. Ừ. À, là tức là để chúng ta kiểu như là gọi là có cơ hội để bắt đầu ngày cưới á hả? Bây giờ nếu như mà để mình say yes thì mình phải làm gì? À, cầu hôn gì ấy, đã ai được đâu biết. Mình thương Hòa, cái đoạn này là khi Linh hỏi là Hòa không có một cái kinh nghiệm gì, đang nắm tay nhau đấy, không có kinh nghiệm gì, là cứ thế là bước vào một cái Chị lại cuộc có thể sống, hỏi em câu hỏi bước vào một cái cuộc sống gian nan thử thách này, chăm sóc con cái gia đình thôi, chưa được nếm trải trải nghiệm ơi, với bực cảm giác được quá cầu cơ. hôn. Nhưng mà trong này là nhẫn nào đây? Chị cho Em em xem nào. đây, ví dụ như mà tay của em đúng không Đây, là em nhẫn cầu đây. hôn đúng không, Rồi. nên chị sẽ chọn cho em đây. Ví dụ nhé, Wow. mình sẽ rất là mong là có một Tức người là những người cầu hôn con nào nó sẽ có đá trai. đá như thế hả chị? Nhẫn cầu hôn thì nó sẽ khác nhẫn cưới mọi người ạ. Kinh nghiệm của một người đã làm đám cưới là nhẫn cầu hôn thì bao giờ cũng sẽ muốn là có một cái ấn tượng với người chuẩn bị làm hôn phu của mình. Còn cái nhẫn cưới vì mình đeo hàng ngày cho nên mọi người thường là hay chọn nhẫn trơn, và quan niệm của ông bà mình á là trong hôn nhân nếu như mà mình mà đeo một cái nhẫn trơn, tức là không có điểm đầu, không có điểm kết thúc, thì sẽ luôn luôn chung thủy suôn sẻ. Đấy, chứ cái nhẫn cưới thì mọi người thường là hay không chọn những cái nhẫn mà quá nhiều chi tiết, nhưng nhẫn cầu hôn là sẽ phải rất nhiều chi tiết và rất là ấn tượng. Đây, thử nào. Chị đeo em hả? Thường thì mình sẽ đeo nhẫn tay trái vì bên trái có trầu cau Thôi thôi rồi. thôi cho em giữ zin đi chị Không thì vẫn giữ nguyên cho em cái bên À trái, thế à? nên mình chỉ thử đeo bên phải thôi. À cho mọi Đây. người nhìn đúng không? Đó. Rất là mong sẽ có một chàng À. trai nào đấy đeo nhẫn cho em tôi. Trời ơi. Đó. Rồi mọi người nhìn thử nha. Đấy. Uầy. Tức là nó rất là tinh tế luôn đấy chị. Thì đây là cái phiên bản nhẫn cầu hôn đặc biệt cũng nằm trong bộ sưu tập trang sức trầu cau P&J. Em thấy thế nào? Em thấy thế nào? Em thấy Em thấy run lại. run tay. Em thấy run run tay. Không nhưng mà kiểu em được nhìn thấy những bức hình mà các bạn bè ca sĩ em hay được kiểu như là Mọi cầu người hôn. sẽ khoe Ờ một đúng cái rồi, mọi bàn người tay sẽ và làm có như một đúng cái rồi, nhẫn đúng ở rồi, mọi người trên sẽ kiểu đó.
đó. Mọi người Thế sẽ cho cảm nên như là cái thế. nhận đấy nó phải thật là ấn tượng đó. Đó. Hai bên này nó có hai hai viền kim cương cả đúng không chị? Kim cương hết Trời luôn, ơi, mọi người. nó cho thấy một cái sự cầu kỳ tỉ mỉ của cái người nghệ nhân làm ra cái nhẫn này, Đẹp lắm á. và nó gia tăng giá trị cho chiếc nhẫn, không chỉ có Ừ. một viên kim cương ở phần trụ chính mà còn viền của nhẫn cũng là Ừ. kim cương luôn. Tiếp theo nhá, bây giờ nếu như mà đây mình tiếp theo là không chỉ có nhẫn cầu hôn mà mình còn có nhẫn cưới nữa và nhẫn kỷ niệm ngày cưới. Ông lại còn thế. Có nhẫn kỷ niệm ngày cưới là mình có Anh chị thể làm kỷ niệm ngày cưới chưa? 5 năm chưa Làm mua chưa? nhẫn Chưa mua về phải bảo nhẫn. Về mua mua ngay. luôn. Thì Linh nghĩ là kỷ niệm 5 năm nó cũng khác mà 10 năm nó cũng khác. Chắc là kỷ niệm ngày cưới là càng lâu dài thời gian là càng phải có những chiếc nhẫn giá trị hơn và lớn hơn. Cái cặp nhẫn kỷ niệm là minh chứng cho một cái cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc. Như vậy là có rất là nhiều những lựa chọn để cho chúng ta cùng cân nhắc. Nhưng mà Phí Linh mong muốn là cho dù là lựa chọn nào thì cô dâu và chú rể cũng hãy thoải mái nhất trong cái ngày cưới của mình, đúng không? Một cái tâm trạng thoải mái sẽ giúp cho tất cả chúng ta tận hưởng, đón nhận được tất cả những nguồn hạnh phúc. Và khi mà Phí Linh và Hòa ngồi ở đây thì cũng là mong muốn tư vấn cho các bạn để các bạn có những cái sự lựa chọn thoải mái đó. Vâng. Mùa cưới đã đến rồi, hy vọng là cái buổi chia sẻ ngày hôm nay cùng những gợi ý từ Hòa Minzy và Phí Linh thì các cô dâu và chú rể tương lai có thêm cho mình những ý tưởng để chọn những sản phẩm trang sức cưới phù hợp và sẽ luôn là một cô dâu thời thượng, tỏa sáng rạng ngời trong ngày chung đôi. Cảm ơn Hòa Minzy đã tham gia vào buổi livestream ngày Dạ. hôm nay và chúc em mọi điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn chị rất là nhiều. Bản thân em ngày hôm nay thì tham gia buổi livestream thì em cảm thấy là mình có rất là nhiều những cảm xúc, có những cảm xúc mà em nghĩ là mình chưa được trải qua để mà mình có thể thực sự được cảm nhận. Nhưng mà vì được đeo nó trên cổ, được đeo nó trên tay, được đeo nó ở trên tai, thì cảm ơn Piền chơi rất là nhiều vì đã cho Hòa cái cảm xúc mà hơi hơi hồi hộp mà cũng là hơi hơi rất là cái cảm xúc rất khó nói lên lời. Mong rằng là các cô dâu chú rể đang xem livestream ngày hôm nay sẽ nhận được những cái sự tư vấn thật là tuyệt vời cũng như là hữu ích cho mùa cưới sắp tới. Hòa Minzy cũng chỉ chúc cho tất cả mọi người sẽ có một cái hạnh phúc trọn vẹn. Chúc chị Phí Linh của Hòa cũng thế. 5 năm ngày cưới thì cũng sẽ chuẩn bị mua một chiếc nhẫn và được P&J hạ giá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và cũng là cảm ơn P&J luôn luôn đồng hành cùng Hòa Minzy trong tất cả những sự kiện mà Hòa đi biểu diễn. Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương và cho Hòa được thêm nhiều công việc để Hòa có thể chăm sóc con trai của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hy vọng mọi người sẽ yêu quý P&J cũng như Hòa Minzy và chị Phí Linh nhé. Mình nghe Hòa nói như thế là mình cũng mong là những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Hòa, đúng không các bạn? Chúng ta nhận lại được những lời tư vấn rồi thì chúng ta cũng mong trở lại cái người hiện diện trong ngày hôm nay sẽ luôn luôn được hạnh phúc và biết đâu trong một ngày thật gần mình nhìn thấy Hòa thực sự diện những mẫu trang sức này. Trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì thay mặt Hòa Minzy, Phí Linh muốn gửi một cái lời mong mỏi đến tất cả các cặp đôi. Mong mọi người sẽ luôn luôn tỏa sáng rạng rỡ theo những cái cách riêng của mình và chúc cho tình cảm của tất cả chúng ta sẽ luôn gắn kết như là trầu tem cánh phượng thật là son sắt. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong livestream tiếp theo. Bye bye.